Kệ cái gì tim kìa. Tim tim. Đó 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 đó. Ê ê ê giữ nha, giữ nha. Tim bự nè. Tim bự. Không biết cái gì nè. Không biết cái gì nè. Dạ Tùng xin chào quý ông bà cô bác, quý anh chị và các bạn. Cảm ơn cả nhà trở lại kênh 66 TV. Bây giờ khoảng 3 giờ cả nhà, rạng sáng. Hôm nay mấy cậu cháu mấy anh em mình buổi lưới neo nè. Tùng tính sao? Em Đạt đang bơi xuồng vô rước Tùng rồi cả nhà. Trời ơi. Bơi rồi ăn dụng nữa. Ăn vậy? Con chén. Ừ, con chén luôn, đỏ nha. À nhúng nước ăn không á hả? Ừ. Rồi bữa nay chàng hậu quấn đồ dữ rồi. Lạnh lắm hả? À biết. Nhí có qua không? Bệnh rồi. Bị gì? Cảm hả? Cảm rồi. Bữa nay lạnh quá mà. Cái gió cái đó là kia là yếu mà cái gió hay Nhí hả Đạt? Rồi Nhí ơi, Nhí yếu gà gió này đi. Chứ mấy bữa nay lạnh lắm cái nè. Mấy anh em nhiều khi đi ngoài sương nè. Rồi bị cảm. Nhí nay bệnh ở nhà. Trời hả? Ừ. Trời luôn. Ê đụng đụng sau lưng. Đó 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 đó. À. Nãy giờ nãy giờ anh quên. Rồi trước khi chào khán giả mình nè, nãy giờ anh quên nè. Đây là em Đạt mình cả nhà ơi. Hello hello được nha. Rồi. Rồi anh cầm này cho. Còn ở phía trên bè à? Phía trên bè là cậu Út mình. Đâu quá trời. Ngứa nghề rồi nè. Bây giờ lỗ cáo rồi cái rung. Phía trên bè là có Út mình cả nha. Còn kế bên là anh Lộc. Anh Lộc quản gia. Được không móc ra. Có nè Đạt Lộc ơi. Đó Lộc ơi. Đó Lộc ơi. Lộc nó nãy sống được bữa rồi đó. Dạ. Cái này là cái bệnh nghề nghiệp nè. Thấy chịu nổi. Ốc quá ốc. Cá thường tầm 2-3 giờ để lên bún lắm. Má trời. Không có chạy 2 phần rưỡi cũng đã cái dính dưới. Không ngoài lại ngoài đâm vô ha. Ở trên bổ đèn xanh cái này kìa. Rồi chạy xuống bổ luôn. Chạy nói gì vậy? Lập. Rồi ngủ sao lên rồi đó. Ê, hôm qua bằng 4 cái, bên này bằng mấy cái? 3 cái hả? Đâu? Cử rồi. À, đúng rồi. Bây giờ tao móc cái cao cổ mà ra mặt rồi. Dạ. Là mấy 30 năm rồi. Dạ chồng. Thằng nó mới ra xong rồi tới giờ đó. Dạ. Ở bền dữ ha. Mặc áo nó dày ấm á. Thì dặn. Tới giờ đi dăn lưới neo rồi. Nhưng mà để cậu Út với em Đạt đi rồi đó nè. Tùng ở đây. Chút xíu nữa cậu Út với em Đạt đi cuốn thì Tùng mới theo. Giờ này lạnh quá à. Thôi để cậu Út với em Đạt đi dăn thôi. Ông bằng lẽ bằng chuyên nghiệp phải không? Em có lẽ các bạn đâu. Tôi cũng dở bằng này nè. Còn hai tẹt không? Thôi không à. Còn nào mấy mặc lù. Bữa nay phải có anh Nghĩa hay là mà đứa ha. Ừ. Ông là chuyên gia đó. Chuyên gia mà cái khác đó. Ông cái gì ông mà cũng được hết trơn á. Như đây thì mấy anh em mình sẽ khô. Khô mình đang dưới cháo trắng đó nhỉ.
mấy không, con rồi. Không, ngày mình nấu cháo mình để cá này vô ăn thường quá rồi. Bữa nay mình sẽ coi khô. Giờ này ăn mặn mặn, ăn cháo trắng ngon hơn. Kho cho nó cay mới ăn mới ngon, nên lọc trời lạnh ăn cho cay ngon hơn. Ba trái đi. Ba trái ăn lắm hả? Trái kho đựng ngọt rồi. Đựng ngọt quá nha. Còn mặn không? Sao mà ăn ớt ấy cay được mà còn cần cá ớt cắn ăn không cháu? Nhát. Ớt mà ớt mà kho hay làm gì hay nấu canh đó, lại có này có kia phải không? Ừ. Còn cái đó là cắn là ớt không á. Không có thua à, không dám quất đâu. Đi rồi. Thôi vậy, em nói khán giả xem video em nhiều nhiều, em có kinh phí để đầu tư cái cậu mới. Cái gì không? Đen quá à. Dạ. Với cái nắp dung. Dạ, mua thêm cái nắp dung nữa cái nhở. Chơi nắp dung quá xịn. Với cái đồ tre đó nè. Công nhận cái nón lá của con giờ họ hữu dụng vậy ta. Nãy giờ anh lọc bằng cá cả nhà ơi. Bằng cá xong rồi. Nói chung bữa nay là lọc là giao là làm đầu bếp chính đó. Nước màu. đưa mình nêm bột ngọt với đường với nước mắm, nước màu. Đó. Rồi à, mày kho nước mắm nấu. Tỏi ớt. Mình sắc để vô. Cho hấp dẫn nè. Ồ sao quá sôi luôn hả? Dạ. Yeah. Cá này nó nhát lửa quá mà mình để nước nhiều quá mình kho lâu nó gục cho anh Lộc. Không, mình chở cho nó chín cái là rồi mình để yên. Nó đâu có đậu đựng đậm rồi được. Để nguyên cái hồi khô nước hả? Ừ. Khô khô mà. Mới đầu nghe nó khô khô sao thấy nước quá trời nước. Thì họ khô. Hết mình da nữa là nó khô đó. Rồi đó. Xong rồi để đi đó. Còn khoan xong rồi nha. Rồi cháo của Út xong rồi không? Xong rồi, xong rồi. Chính này không? Tắt bếp rồi. À rồi rồi. Rồi chờ cá thôi. Chờ cái đồ con Út, chờ cái đồ. Bán hả? Rồi chờ cháo mình đi vô. Ồ, giờ này nướng sắt xuống rồi đó, mình để tiêu nữa, bắt đầu đem ra ăn đó nha. Còn một cao ăn cháo đổ cho chúng thu gom nha. Bây giờ khoảng 4 giờ sáng rồi cả nhà ơi. Có nồi cháo trắng ăn với lại cá sát kho tiêu. Tụi mày cả nhà dùng với mấy cậu cháu mấy anh em mình nha. Vô cổ ơi. Còn mời cổ. Mời đại. Mời Lộc. Vô. Ngắt ghen ở. Rồi mời cả nhà ăn cá sát kho khô luôn. Dạ. Như này có miếng dưa móng này cũng ngon ha. Dạ rồi, vô cổ ơi. Mày dính miếng thịt lại nè. Nhưng mà nó quá khét đâu. Chưa nó quá không khét đâu. Nó ngon cả nhà. Vô mà vô vô cá anh Lộc. Vô cá, anh ăn cháo trắng không vậy? Cá nhóc hết trơn nè. Mua gặp cá sợ rồi hả? Vô. Mày bắt cá kia đâu bắt cá khác đâu sợ. Giờ giờ mà ngó mấy cậu cháu mình ăn một miếng để lấy sức chút xíu đi bắt hung cô. Anh Lộc con gấu con nha. Con mày gà hơn. Vô đây coi. Dính hả? À bên đó nó hay. Lại bị khét rồi. Ừ. Thường thường lửa mình cũng đâu có điều tại gió nó táp bên á. Cổ rồi kể vụ kho nổ sao cũng đừng đơn giản có gì
đó ông cá chế lên cái linh này, ông đâu mất móc hào đâu, để luôn ngược rồi đó, không để trong kho, mà đặc biệt kho muối nha. Dạ. Ừ. Tại vì kho muối nó mới nổ. Dạ. Bắt đầu là nó cạn xuống là nó nổ lóc bóc. À, dạ. Vậy là kêu kho nổ. Dạ. Kho vô muối ha. Dạ. Nó nóng hơn. Cái nước mắm đâu nổ. Dạ. Nó nổ rồi, nó nổ không lớn. Dạ. Đó, ông ta chi nghe ông kêu kho nổ đó. Nổ cái là nguyên cái lớp muối nó văn lên cái lớp cá trên nó trắng tư. Bởi vậy ta nói gừng càng già càng cay. Mấy em mà non non là giờ này văng vô chất hết trơn rồi cũng ok. Bây giờ còn có cậu Út nè, Tùng với lại anh Lộc à. Anh Lộc. Còn con này anh gấp đi. Dễ hơn nữa có. Anh gấp đi, anh gấp đi. Gấp đi. Trời ơi em. Cái giọng nó lạnh. Vậy nữa, khô khô mà cái khác ăn mới ngon. Dạ, nó có thơm. Mà khô khô cái nước mắm này khô không ngon mà cái nước mắm nóng này nè. Mắm nóng lên đó. Vậy mang con bên đây. Còn còn mấy con cuối à, mấy cậu cháu mình chia luôn cho hết luôn. Đó. Còn này sáng cuối cùng nè. Những cái ông tông kho. Ăn hết đầu cháu luôn nha cả nhà. Nãy đầu cháu cũng nhiều lắm đó. Vậy thì ăn lý sức mà. Đó, hết nè, hết đầu cháu luôn. Quá đã. Giờ mấy cậu cháu mình đi cuốn lưới cả nhà. Đi trước Lộc ơi. Đây là ghe lưới của anh Lộc mình. Bước qua đây cái mình đi. Nó qua cái lưới của cậu Út. Vậy này gần sáng à, 5 giờ mấy à. Nó qua đây. Nè, lấy áo anh nào bạn thêm vô nè. Còn nhá. Chuẩn bị giữ thần. Rung kìa. Ngồi luôn. Yếu ra gió kìa. Hồi nãy con mới nói nhí rồi, yếu ra gió, hôm nay bệnh luôn rồi. Tao không chà, tao không lạnh, tao thắng hiểm rồi. Tới cái đầu lưới rồi cả nhà. Cái đèn xanh phía trước á là cái đầu lưới mình đó. Mình sao sửa sổng không chưa? Không. Đèn xanh ra. Vậy? Dạ. Trời ơi. Núp hoài. Đã người ta kéo màn rồi mà còn ngồi trong cánh gà hoài hả con? Làm màu đó. À, rồi, bắt đầu lên lưới cả nhà ơi. Này cục đá neo. Chịu gắn đèn năng lượng như đèn anh hai không Đạt? Ôi, kè tắt nè. Dính ngỏ luôn. Rồi. Dính mỏ luôn. Dưới nặng à. Giờ mình cột cái lưới vô cái đuôi xuồng. Đuôi ghe. Cái đầu mỏ có dính cá ngát. Rồi dính cá ngát. Rồi lặn đầu mỏ này có cá ba sa với cá chó nữa, giờ không có ha. Khúc lưới tổ này, cái này hết linh. Cá mắm liền vô bên đồng. Không. Xíu nữa. Dính con gì lấy tinh thần nè. Chả mình kiếm cá hú được ha. Quá bọc. Địa điểm này điểm mới anh không biết ở đây dính gì. Cá sấu không. Này cậu cháu mình đi đánh cá sấu rồi. Ê, có đồ cổ nha Đạt. Đạt ơi, có đồ cổ, đồ cổ. Mơn á. Hả? Mơn á. Đồ cổ sắp tới kìa, tao nói. Tao nói đồ cổ kìa, mơn. Có gì?
dính chứ. Đó. Đụng dính chứ. Vậy ông ba cái đồ này mà ông dục xuống lưới lại nữa nè. Nào cũng dính chân. Thấy cầm nó quảng quá thấy đại luôn hả? Nào cũng dính chứ. Mặt tám này bộ lưới cá sét. Bộ lưới phao thì thấy mấy cái phao nó mít. Nữa đại ơi. Nhiều lắm. Nhiều lắm. Dính lắm. Đồ cổ nè. Nào cũng dính chân. Nhìn cái màu thấy quen quen. Mà mấy bữa dính này là có cá hay không có cá? Không biết nữa. À. Ngày nào cũng dính hết trơn rồi, biết được đâu. Yeah. Bữa nay chưa trơn thấy hơi nhiều rồi đó. Dính nhiều rồi. Dính nhiều. Nó xui. Nãy giờ toàn là gỡ bọc không. Nên dính con cá sủ cho mắt lòng mắt dạ coi. Xuống được 3 kg được không? Đạt. Nè, hai con này không thơm. Cá sủ cái đầu tiêu chứ. Hôm nay chỉ có một mình nhìn dính cá sủ thôi đó. Ghê hả? Con Lộc có con nào đâu? Ngủ không? Ngủ rồi, ngủ rồi không? Cái gì vậy? Ngủ. Sao vậy? Thôi trễ ta kia kìa. Không đứng nè. Bây giờ mình cố gắng mình gỡ, khi nào gỡ hết nổi mới ruộng. Từ ngày nó càng nhiều không? Đây. Tình hình này ghét này chịu không nổi à. Giờ bắt đầu ruộng rồi cả nhà ơi, hết gỡ nổi rồi. Tình hình này nhiều quá mà. Mình gỡ thì thời gian kéo dài á, mình còn một tay lưới nữa, sợ là cũng không kịp. Cũng không kịp thì nó nguy to hơn. Bây giờ mình buộc phải ruộng luôn. Đó. Cái gì? Cá sủ không lộ luôn. Một con cá sủ. Chờ đợi quá trời lâu đẹp ơi. Đó, sung sung lên rồi đó. Khổng lồ luôn. Xuống đực luôn. Mình nhỏ xíu đi không ha. Thế lại đi. Ồ. Đây là con cá sủ đầu tiên. Nãy giờ kéo lưới lên nhiều lắm rồi. Gác mình gỡ cũng nhiều. Mới con cá. Mong bà cậu độ cho em đạt. Lúc sau dính nhiều hơn. Bọc dính có bầy vậy đó. Cá lại ít. Mà thường bọc nhiều lại cá cũng ít cả nhà phải không? Tại vì nó kéo tay lưới mình sọc cái tay lưới, cái dạo mình nó ngắn lại. Bình thường cái dạo mình được 4 thước chứ bọc dính vô nhiều nó nặng nước á, nó sẽ thấp xuống còn chừng 2 thước dạo. Phần nữa vậy đó. Rồi. Lên cũng đã neo. Đã xong tay lưới rồi. Tay lưới này có con cá sủ một. Bọc quá chừng bọc. Thắt tay chúng ta đúng không? Ờ, gắn lên. Cậu
quay ghé lên cổ quay. Nãy giờ kéo nặng quá à, bọc nó dướng vô á, cái đầu nó bọc nước thêm á, nặng lắm. Mấy cậu cháu mình cuốn từ lúc rạng sáng tới giờ này mặt trời lên tỏ luôn rồi. Tụi mời cả nhà ngắm cảnh bình minh trên bờ sông Tiền. Mình cuộn lưới lên vậy thì mình phải tốn thời gian mình phao ra, mình gỡ bọc á nha. Lâu. Sao ta lưới nào cá bự đâu? Ta lưới này cá bự nè, ta lưới này cá bự nè. Bây giờ ta lưới nào? Hết bự. kéo bọc biến siêu à. Gỡ mùi cái bọc được con cá cũng ngon nữa ha Đạt. Rồi rồi, bắt đầu lên cái ta lưới thứ hai cả nhà. Con đậy lại cha. Về phao mà. Về mình phao lại liền mà. Đậy gì nữa? Có phao hay không? Ngày thường còn đậy, bữa nay ngày đặc biệt. Bữa nay ngày đặc biệt, coi có trúng con cá đặc biệt không nè. Nói đây. Tím còn cái sơm sơm lên cái. Cái gì vậy? Cái học trò. Một con cá học trò bự. Nhìn sơ tự cái cốc chứ, bự quá à. Chị hai con có nói là nó lẹo chàng hãng. Không biết lưới này nãy có lẹo chàng hãng không Đạt? Biết đâu, lẹo chàng hãng. Chị hai nói. Chị hai nói học trò là lẹo chàng hãng vậy đó. Con hiểu nữa, con nói ủa cái đuôi nó đưa lên chàng hãng hay sao chị hai? Nó không phải, lưới. Chị hai nói à. Đó giờ mày có ăn cháo cái học trò chưa? Giờ chưa. Kệ cái gì mà tim kìa kìa. Tim tim. Đó. Ê giữ nha, giữ nha. Tim bự. Không biết cái gì nè. Không biết cái gì nè. Bọc đâu giữ hả? Rốt trước á. Tim tim tròn tròn. Đó đó đó, kìa kìa. Tim tròn tròn hả? Cái gì? Tim tròn tròn à, đâu phải bọc. Cái cây cái gì vậy? Hả? Cây cái gì vậy? Cây cái gì vậy? Giật giật coi con út ơi, nó có chạy không con út? Cây đã gịch xuống rồi. Không không. Rồi. Lú cái đuôi lên coi. Tiêu dữ lắm tiêu. Lú cái đuôi lên đi. Cái gì rồi, cái cá lại sâu nữa rồi hả? Dạ. Sâu hết nổi rồi. Hết hai hả? Hết hai rồi. Cái sủ 10 ký nè. Cái sủ được 3 ký thôi Đạt ơi. Cái sủ được 3 ký ngon hơn cái sủ kia 10 ký không ta? Ngon hơn. Cái sủ cái 10 ký chứ đâu bằng cái sủ được 3 ký đâu. Rồi tim nó trôi qua mình luôn rồi hả ta? Hồi nãy thấy túi trên đầu nó lên. Mày kéo nãy giờ không thấy hả? Qua rồi, không thấy rồi. Chưa tới hay gì á. Hay nãy nó lên trên đầu nữa. Qua wow, hay gì vậy? Bị áo vé, bị vụ rồi. Tiên người nó lên dữ luôn. Mình tiêm thiệt chứ bộ, ta chỉ tiêm thôi chứ bộ. Đúng rồi thì thấy, anh cũng thấy nên là đây. Giờ mà bọc cũng nhóc rồi. Nãy làm như đi ngang nhà bà Thủy á, ngốc ơi. Sáng qua nấu cơm á. Có gì sao vậy? Sao vậy? Rồi dính cá sát luôn. Mình dính cá sát hay đây? Hai con một lượt luôn. Đâu? Nè.
Rồi vậy là thế nào cũng có cá sấu bự nữa nè. Tao còn kìa. Có cá sát là có cá sấu bự à. Yên tâm. Cá sát lên tim rồi đó. Cá sát lên tim dữ ha. Cá sát cái nè. Hai con chồng nó mới ghê. Ê nó nữa Đạt ơi. Cười. Ghê sĩ đứ dữ rồi kìa. Cái gì? Hán hả? Dạ, đúng rồi. Sĩ con lứ rồi đó, thằng Hán không? cái câu này mới à. Chỉ hai con Đạt đó. Sĩ chàng hán à. Kiếm cái diều. Kiếm cái diều cái xe lướt ra luôn vậy. Tới chưa? Hay qua nó rồi. Qua. Dài con quá nó gì bé tự lắm. Có con đợt cái tự nhiên hở cái gì cũng cù lũ tèn tèn. Mới gà. Kiếm con gì mà kéo nặng nặng cái cù lũ tèn tèn tới nè. Kéo hụt đá lên cái cũng cù lũ tèn tèn. Hỏi cù lũ tèn tèn là gì không biết. Hỏi không biết. Rồi nói vậy đó. Rồi nghe người ta nói. Thì chỉ gì đó. Nói người ta nói. Hỏi biết quýnh bình sập xám không mà nói cù lũ tèn tèn. Hỏi cù lũ là gì không biết. Bây giờ mình về mình nấu cháo con cá cóc. Ố con cá học trò. Con cá sủ đó mình để vô luôn. Hai con cá sát mình để vô luôn. Cũng được nào à. Làm cũng được nào nữa. Thì giờ mình làm nồi cháo sáng nè. Hồi nãy mình ăn cháo cháo khuya. Giờ mình có nồi cháo sáng hả cô Út? Nói chung là mình làm được nhiêu ăn nhiêu không. Bởi vì cái lưới hôm nay hồi cơm không có ăn nữa. Ăn cháo không à. Từ tháng này sống lên là cá nít rồi. Có cá hú nhiều nha. Phải đi kiếm cá hú rồi được. Cho lại vũ lưới với gỗ đi. Sẵn cá này lên nhà lên bè nấu cơm ăn luôn. Lên tới trưa nguyên ơi rồi hãy về. Chứ không về không tính đi đâu. Không có đi đâu chứ. Không có đi đâu vũ lưới tới gỗ kìa. Không có đi đâu chứ. Nhà về ngủ rồi. Đúng là cuốn cái này không thấy cá sủ nó luôn trời. Tay kia còn nửa con còn cùng tay chưa hết lưới à. Cưng có biết không, cưng coi đá banh không? Đúng rồi, mấy cái phút bù giờ còn thủ đá dữ lắm đó, thấy chưa đó. Đó thấy chưa Đạt, đừng mất hy vọng đó. Có cá sủ đó. Dính sát gì trên luôn. Rồi dính cái cá sủ cái luôn rồi hết. Ở dưới đây rồi dính cá sủ cái là ngoài cồn, ở đây là cũng tới vậy lắm. Ở dưới này hay dính sủ đực lắm hả? Ừ, ngoài cồn bên đây mượn con là hết 9 con cá sủ đực rồi đó. Đây có cơm mà bây giờ tầm quá. Dạ có cơm rồi. Đây cá lưới có cơm ăn rồi. Sớm giờ tính ăn cháo rồi. Cái này có cơm. Cá cổ có giờ đá hay quá ha. Ờ vậy nó rồi bung hết luôn. Sức này đó được cũng bự cái mấy á cầm nặng tay rồi đó ha. Đó cầm nặng tay hơn con nãy nha cả nhà. Kìa ô rồi tới bầy rồi, nguyên bầy cái sủ rồi, cái sủ cái nữa. Thôi ông nhắc chi, ông nhắc đi nhau ăn gì với cái đó thường. Bữa hổm cũng vậy đó, bữa hổm cứ nói là chú đực chứ đực gì cái đầu nó đi nhau ăn sủ cái đi em ơi. Ơi cũng bự ông nhắc gì vậy, dính sủ cái không cái này có hủ tiếu luôn rồi. Dạ
Thấy chưa? Ráng ráng qua khúc bọc rồi cũng tới khúc cá hay Đạt. Đỡ. Tới bài vậy. Chính hai con trùng luôn. Chuyên bình. Cách mấy thước lưới à? Hay không? Khác tay chúng tay. À. Nào giờ anh đi biết bao nhiêu lần rồi. Đúng rồi. Đâu có đặt nơi ghế tao là uống tay à. Uống tay cái nó rồi. Nó tào lao luôn rồi. Đó, vô, bự hơn con đầu luôn. Phiên hay giờ phút cuối rõ ràng. Tôi phút một giờ bắn cái bụt lò lạc đó. Thấy chưa Đạt? Thấy chưa? Hai con dính một chùm luôn rồi. Ờ, tỉnh ngủ rồi, nãy nó buồn ngủ, bây giờ ngủ, giờ hết ngủ rồi nè. Tỉnh rồi. Cá mà dính chùm luôn rồi ha, dính như con hú vậy đó. Thôi, nó cũng gặp rồi. Giờ vậy đó. Ồ, dính sát ở đầu lưới ngoài này luôn ta. Đó nữa nè. Đó, 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 có, con ơi. Không. Có lý rồi, có lý rồi. Vô ở ngoài. Sống ở đời nhiều chuyện nó xảy ra. Cao hứng cao luôn. Ồ, dính cá sấu đực rồi nè. Cá đâu nổi đâu. Dính cá sấu đực bự rồi nè. Nãy giờ bị lém. Dính cá sấu cái thì sao nó bự, dính cá sấu đực sao nó mini ta. Vô. Kỳ ta. Vô, kỳ ta. Chán lên. Ê, có con đó là mới tiếng thiệt nè. Trời ơi, phút cuối làm như là pháo bông rồi đó. Nó bùm 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 bùm. Dính quá, quá dính luôn. Quá sung. Nè 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 nè, pin lên nè. Quay nè. Đó, cây. Tưởng quả đầu hết đâu. Nè, dính sát đá nè. Một bầy nó đó. Á, à, đó, thấy chưa? Tóm luôn, vô. Trời ơi, tóm bành cái lô. Quá đã rồi. Chị dính dính tứ luôn luôn. Dạ. Dữ rồi. Ô, 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 rồi con tôm càng xanh. Quá trời bự. Rồi, tới rồi. Nổi vô đây. Vô rồi hết thiệt rồi. Hết thiệt rồi, khi nào hết lưới mới là hết cá thôi chứ phải sợ chín nữa rồi. Dạ trời ơi, công nhận cái khúc sau này làm đã thiệt chứ. Thịnh á, ui phải vậy nấu lưới thêm nè, lưới lạch xanh nè. Vậy chứ nấu thêm cái nấu dính nè, dính nhiều đó đó, tại nghe lạch của nó quá đã. Có con hai con đực hả? Hai con đực. À, hai con đực nhỏ với lại hai con cái bên đây. Thì ban đầu 4 kg vậy. Kéo gần hết tay lưới thứ hai luôn rồi, tưởng đâu là đã hết thu rồi nha. Nhưng mà khúc sau nó dính nhiều. Cái thành ra mình đỡ lại rồi. Bữa nay cũng khá khá, trung bình khá. Không có trúng đậm nhưng mà cũng đỡ, chứ thôi là khóc rồi. Cái sủng dính có dây luôn. À, trong đục mình còn con tôm càng bự nữa. Vậy rồi. Bây giờ đã xong buổi thăm lưới của mấy cậu cháu mình rồi. Đừng kết thúc video đây nha, xem video cả nhà có yêu mến anh em mình. Mong cả nhà cho Tùng một nút like và một đăng ký để ủng hộ tinh thần anh em mình ra những video tiếp theo. Còn bây giờ Tùng kết thúc video đây, cảm ơn cả nhà đã xem hết video hôm nay. Tùng và cậu Út và em Đạt hẹn gặp lại cả nhà mình vào những video tiếp theo. Bye bye cậu Út. Dạ.